Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phương pháp vắt, hút sữa, bảo quản sữa cho bé chính xác và an toàn nhất mẹ nhé. Phương pháp bảo quản sữa mẹ. Mẹ đổ sữa vào bình sạch hoặc túi đựng sữa chuyên dụng. Có thể bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đá. Trước khi cho bé uống, nếu là sữa trong ngăn mát thì mẹ chỉ cần ngâm vào nước ấm 37-40 độ là được. Nếu sữa ở ngăn đá thì mẹ nên giã đông tự nhiên trong ngăn mát. Sữa mẹ bảo quản ở nhiệt độ khác nhau sẽ có hạn sử dụng khác nhau. Nhiệt độ phòng 25 độ có thể dùng trong 4 giờ. Nhiệt độ ngăn mát 4 độ có thể sử dụng trong 48 giờ. Mẹ bảo quản trong ngăn đá âm 20 độ thì có thể dùng trong 3 tháng nhé. Bước chuẩn bị. Trước khi vắt thì mẹ dùng xà phòng và rửa tay dưới vòi nước sạch. Tìm chỗ ngồi hoặc đứng thích hợp, thuận tiện thoải mái. Mẹ nên vắt sữa ở nơi kín đáo và kín gió. Mẹ dùng khăn sạch lau ngực, vắt trước một ít sữa để làm sạch bầu vú. Hướng dẫn vắt sữa bằng tay. 1. Ngón tay cái và ngón tay trỏ mẹ đặt cách đầu ti 2cm đối nhau, các ngón còn lại nâng đỡ vú. 2. Mẹ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nặn quanh quầng vú, tiếp tục nặn rồi nhả ngón tay ra. Đặt hai ngón tay ở vị trí khác nhau quanh đầu vú để đảm bảo sữa tiết ra từ mọi tuyến sữa. Lưu ý, mẹ không nên ấn quá mạnh làm tắc ống dẫn sữa. Mỗi bên bầu sữa mẹ nặn ít nhất 3-5 phút. Việc tự vắt sữa không gây đau đớn. Nếu cảm thấy đau, nghĩa là bạn đang vắt sai phương pháp nhé. Lưu ý khi bảo quản sữa mẹ. Trước khi bảo quản, phải ghi rõ ngày giờ sữa được vắt, không để lẫn lộn sữa mới vắt và sữa đã được đông lạnh. Không nên bảo quản sữa ở cánh cửa tủ lạnh vì ở đó nhiệt độ không ổn định. Sữa mẹ sau khi được rã đông phải dùng hết trong vòng 12 giờ. Lưu ý chung, khi vắt sữa tại nơi làm việc thì mẹ nên căn cứ theo lượng uống của bé để chia ra các phần nhỏ. Người ở nhà sẽ cho bé bú. Khi ở nhà thì mẹ nên cho con bú trực tiếp, vừa giúp mẹ với con thân thiết. Bé bú trực tiếp cũng sẽ kích thích tuyến sữa hoạt động hiệu quả hơn. Khi chảy sữa quá nhiều thì mẹ nên dùng miếng lót thấm sữa để tránh bị ướt áo. Vắt sữa bằng máy. Mẹ nên đảm bảo hai tay và ngực sạch sẽ trước khi hút sữa. Đặt máy hút sữa lên ngực. Chú ý, phần vẽ hút sữa phải được đặt thật khít, chắc chắn vào bầu ngực. Ấn công tắc chạy. Lưu ý, không phải lực hút càng lớn thì sẽ càng tốt, nên để lực hút của máy tương đương lực bú của con. Mẹ hút sữa xong, vệ sinh máy và tiệt trùng máy sạch sẽ nhé. Cách hâm nóng sữa. Nên ngâm sữa trong nước nóng dưới 60 độ hoặc dùng máy hâm sữa nóng ở nhiệt độ khoảng 40 độ. Không dùng lò vi sóng để hâm sữa, dễ khiến sữa bị đun nóng quá sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Sữa mẹ bảo quản sẽ xuất hiện lớp váng ở trên bề mặt. Trước khi dùng, mẹ nên nhẹ nhàng lắc đều,